Chào mừng các bạn đến với kênh của em Starcop. Mình là Nhân và hôm nay em Star sẽ review một model vừa được Synology ra mắt gần đây, đó là DS723+, một model có thể xem như là một phiên bản mini của DS923, cũng cùng một mục đích là cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp giúp sao lưu và lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời tích hợp quản lý cũng như là ghi hình camera an ninh dành cho doanh nghiệp. DS723+ đang có hàng sẵn tại showroom của em Starcop. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo sản phẩm này tại trang web. Bạn cũng có thể tham khảo những dòng sản phẩm khác, cũng như là xem những bài viết về Synology và hãy cùng xem là DS723+ có điểm khác biệt gì so với phiên bản tiền nhiệm trước đó nhé. Phiên bản hiện tại kế thừa toàn bộ thiết kế của phiên bản tiền nhiệm trước đó với tông màu chủ đạo là màu đen. Điểm khác biệt chính là ở mặt sau, DS723+ trang bị cho mình một tùy chọn nâng cấp cạc mạng 10GB nhằm đáp ứng nhu cầu truy xuất dữ liệu ngày càng cao của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai. Mặt dưới thì có hai khe SSD M2. Với hai khe này thì doanh nghiệp có thể tùy chọn nâng cấp để chạy công nghệ SSD CAD. Điều này giúp chúng ta có thể tăng tốc độ đọc và ghi của thiết bị lên rất là nhiều. Ngoài ra, còn có thể tận dụng những ổ SSD này để gia tăng dung lượng lưu trữ của hệ thống. Những model gần đây mà Synology ra mắt đều mang cho mình bộ vi xử lý với thương hiệu là AMD. Và Synology cũng làm điều tương tự với DS723, đó là trang bị cho model này bộ vi xử lý AMD Ryzen R1600 với tốc độ là 2.6GHz và có thể nâng tối đa lên tới 3.1GHz. Bộ vi xử lý lần này ngoài tốc độ cao hơn phiên bản trước đó còn có hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, hỗ trợ chuẩn RAM NCC và tăng khả năng nâng cấp bộ nhớ tối đa. RAM cơ bản trang bị vẫn là 2GB DDR4 SSD. Và nếu hệ thống cần xử lý nhiều tác vụ hơn, bạn có thể tùy chọn nâng cấp tối đa lên tới 32GB RAM nhờ vào hai khe nâng cấp. Với cấu hình trên, thể xem DS723+ chạy được những ứng dụng gì cũng như là những bài toán mà nó giải quyết cho doanh nghiệp nhé. Biến thiết bị NAS của bạn thành một nơi lưu trữ dữ liệu tập trung với Synology Drive, thay thế cho giải pháp file server truyền thống, hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau và nhiều định dạng thông tin. Ví dụ, nhân viên trong phòng kinh doanh của bạn sử dụng nhiều thiết bị như là PC, laptop, smartphone với nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS, Android thì đều có thể kết nối và làm việc với dữ liệu trên thiết bị NAS thông qua môi trường mạng Internet. Chia sẻ file và làm việc giữa các nhân viên nội bộ hoặc làm việc với khách hàng cũng rất là dễ dàng với nhiều tùy chọn đường link khác nhau để giúp tăng độ bảo mật hơn. Ví dụ như khi bạn gửi file ra bên ngoài cho khách hàng thì bạn có thể tùy chọn như là không cho tải file về, cài mật khẩu cho đường liên kết hoặc là cài thời hạn cho đường liên kết để sau một thời gian nhất định thì đường liên kết không thể truy cập nữa. Synology Drive cũng cung cấp khả năng bảo mật với tính năng xác thực đăng nhập và phân quyền trên hệ thống. Mỗi cá nhân sẽ được cấp một tài khoản, ví dụ như là phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật thì tài khoản thuộc phòng kinh doanh thì team folder của họ sẽ là folder của team kinh doanh, và những cá nhân nào có tài khoản thuộc phòng kinh doanh chỉ được truy cập và sử dụng dữ liệu của phòng kinh doanh thôi. Giả sử có một bạn kỹ thuật không có được phân quyền cho phòng kinh doanh thì sẽ không thể truy cập được dữ liệu bên phòng kinh doanh. Tích hợp giải pháp giám sát với Synology Surveillance, thiết bị NAS sẽ đóng vai trò như là một nơi lưu trữ toàn bộ camera doanh nghiệp của bạn, thay thế cho đầu ghi hình truyền thống và cũng như là một nơi quản lý toàn bộ những chiếc camera này. Với Synology Surveillance, bạn có thể dễ dàng xem được toàn bộ camera của bạn ngay trên truyền hình web, và bạn là người di chuyển nhiều thì cũng không cần phải lo lắng. Bạn có thể sử dụng chính chiếc điện thoại của mình để xem những dữ liệu cũng như là những ghi hình trên chính những chiếc camera đó. Ngoài ra thì giải pháp Synology Surveillance hỗ trợ lên đến 8.300 model camera khác nhau và hơn 120 hãng camera. Chỉ cần là camera chủng Orbit thì bạn có thể tích hợp vào hệ thống NAS của bạn. Và điều này giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vì có thể tích hợp những camera hiện có vào hệ thống NAS của mình. Ngoài ra thì DS723+ cũng cung cấp 3 công cụ giúp doanh nghiệp có thể sao lưu và phục hồi dữ liệu quan trọng. Mỗi công cụ sẽ cung cấp những lợi ích khác nhau. Tích hợp các hệ thống quản lý dữ liệu như là Windows Server, Exchange Server và SQL Server, hỗ trợ tự động sao lưu dữ liệu trên máy chủ và phục hồi nhanh chóng khi chúng ta cần. Tạo bản sao lưu đa năng cho các tập tin và thư mục trên máy chủ cho các nền tảng như là Microsoft 365 hoặc là Google Workspace. Hỗ trợ sao lưu dữ liệu tới nhiều nơi lưu trữ khác nhau, ví dụ như NAS lên cloud hoặc là giữa NAS với NAS, bao gồm cả địa cứng mạng và dịch vụ đám mây như là Google Drive, Amazon S3, Microsoft OneDrive, các dịch vụ đám mây khác, cung cấp chức năng sao lưu định kỳ và sao lưu tự động với Snapshot Replication.
hỗ trợ tạo bản sao lưu nhiều lần và phục hồi từ bất kỳ bản sao lưu nào. Và đó là sơ lược những tính năng mà model DFV23+ mang lại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và nếu bạn đang tìm một giải pháp giúp lưu trữ dữ liệu cũng như là đảm bảo tính an toàn của những dữ liệu này cho doanh nghiệp, và có thể tích hợp giải pháp camera giám sát surveillance vào đó, thì DFV23+ hoàn toàn phù hợp với doanh nghiệp bạn. Đừng quên liên hệ với đội ngũ của Amstartup để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Amstartup chuyên tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp chuyển đổi số. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và đã triển khai cho hơn 1.500 dự án lớn nhỏ khác nhau cho các doanh nghiệp đa lĩnh vực ngành nghề. Amstartech cung cấp giải pháp và thiết bị công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Amcare cung cấp đội ngũ IT thuê ngoài toàn diện. Meta24 giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số và giải phóng lãnh đạo.